Alo, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, Linh chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh rất là ngon mà rất là đơn giản, mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Alo Ngọc. Hello, bà cô bác chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Chị thích Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món bánh, nó cũng tương tự như cái bánh thửng của mình vậy ha, nhưng mà mình làm bằng bí ha. Ngọc hôm nay làm bằng bí đỏ ha, bí này bí gỡ đó nha bà cô bác chị ha. Mình mua giống như loại bí xanh cũng được mà loại bí gỡ của Tây cũng được đó nha. Cái này Ngọc mua cái này là bí gỡ, cái này là cái bí gỡ của Tây, nó kêu là bí ngô gì đó ha. Mà tại vì mình cần cái màu nó đẹp nè, mình mua trái bí gỡ mà cũng thường thường mình về mình hầm ăn cũng được đó nha ông bà các anh chị nha. Còn về thành phần nó giống như kiểu là Ngọc xài là thường thường cái bột này là cái bột cell racing này nha ông bà các anh chị nha. Cái loại bánh này là mình phải xài cái bột này ha. Thì cái bột này trong đây nó cũng có về giống như là bột nổi mua một ít trong đó, rồi thêm có muối, rồi mình không có xài muối nha ông bà các anh chị nha. Rồi hôm nay Ngọc xài thì có một cái trứng ha, thì Ngọc giới thiệu sơ lược ngang qua cái thành phần của cái bánh này hôm nay. Cái bí này của mình đó là Ngọc có 250g nha, hiện giờ là 250g mình gọt sẵn ra rồi, một lát mình sắt giống như miếng miếng mình đi hấp nha, 250g đó. Còn về đó giống như kiểu á, này Ngọc để Ngọc tha cái khung á, khung thì tùy theo mình thôi, mình muốn xài khung nào thì xài, nhưng mà Ngọc thì xài khung này ha. Còn nếu mình có mấy cái khung mà để giống như là đây nè, làm bánh flan thì mình xài ha, nhưng Ngọc xài hôm nay bằng khung đó đó. Một cái trứng xay lát nha ông bà cô bác chị ha. Cái này là baking powder, Ngọc có một muỗng cà phê dung ha, đây một muỗng cà phê dung. Còn đây là dầu ăn, dầu ăn là dầu của Ngọc đang xài là dầu bắp nha ông bà cô bác anh chị. Ngọc có 75g dầu bắp ha. Đó. Rồi cái này đường thì Ngọc có một khắp đường ha, 200g. Còn về phần bột là Ngọc có là 400g bột nha ông bà cô bác anh chị. Cái hiệu này ha. Đó, Ngọc giới thiệu sơ ngang qua. Còn về cái này là ông bà cô bác anh chị, Ngọc có đã làm cái xôi đó, thì cái này là hạt dần dần nè ông bà các bác chị. Mình đi vô trong cái tiệm của người qua đó ha, mình nói á, mình nói cái hạt dần dần mà mình không biết, giống như Ngọc đi với dân xã, Ngọc thì ông xã Ngọc nói, còn mình không biết, mình nói cái hạt dần cái này nè mà nó ra cái màu vàng đó, mình nói bằng tiếng Anh đó nghe ông bà các bác chị, mập mờ đó nó vẫn hiểu là cái gì nha. Rồi mình bỏ vô trong nước đó, đây mình nấu giống như mình bỏ, giống như cái này là Ngọc đang nấu là hai hạt ha, cái này là nước chứ không phải là mỡ nghe ông bà các bác. Mình đập nó ra, Ngọc đập nó ra, Ngọc bỏ chỉ có 2-3 muỗng ăn canh thôi, bỏ vô nấu nó sôi khoảng 3 phút thôi là nó ra cái màu như vậy nha ông bà cô anh chị ha. Đó. Thì hôm nay Ngọc chia sẻ cái bánh này thì Ngọc chia sẻ luôn cái hạt dành dành này ha. Tại vì Ngọc có làm xôi mà bộ hổm đó là Ngọc không có chia sẻ, Ngọc nghĩ chắc anh chị nào cũng biết ha. Cho nên có nhiều anh chị không có biết đó, thì Ngọc chia sẻ cái hạt dành dành nha. Nếu mà một lát cái màu bánh này của mình mà giống như là khi mình làm cái bí đỏ này, bí ngô này đó, bí là bí gợ chứ không phải bí đỏ. Cái bí này là bí gợ, nhưng mà cái này là Ngọc mua của bí Tây nha, nó để là tiếng Việt mình dịch ra là bí ngô gì đó Ngọc không biết nha. Nhưng mà cái bí gợ mình hầm cũng được nha ông bà các bác anh chị nha. Mà Ngọc hôm nay Ngọc đi chợ, Ngọc cái loại bí này Ngọc thấy cái màu nó đẹp ha, thì Ngọc mua cái loại bí này đó. Cái trái nó dài dài vậy nè nha, cái trái nó dài dài vậy đó. Thì bây giờ cái này là 250g, Ngọc xắt ra ha đó. Ngọc xắt ra, nếu mà cái màu nó không có đẹp, nó đủ đẹp, mình có thể bỏ cái màu hạt dành dành này vô được nha ông bà các anh chị đó. Thì cái này là Ngọc chia sẻ luôn cái hạt dành dành ha. Mình xắt nó ra như vậy nè, rồi mình đem đi mình hấp khoảng 10 phút là nó mềm ha, rồi mình tán nhuyễn nó ra đó, rồi mình mới làm được nha ông bà các anh chị nha. Vậy thôi. Còn mình thường thường á là mình đi mình gặp cái bí, mà cái bí thứ của mình, bí hầm của mình á, mình để mình hầm dừa rồi mình ăn bí gỡ của mình á ha. Mình thì Ngọc nghĩ nếu mình gặp màu đẹp á, nhầm khi Ngọc mua về nó trắng dờ, nó không có màu, nó không có đẹp ha, thì tùy mình thôi, cái màu nó phải đẹp như vậy nè đó, thì nó mới nữa, mình làm bánh nó mới lên màu đẹp luôn, nó ngon ha. 250g bây giờ Ngọc sẽ đem đi ra làm sao, Ngọc hấp nghe ông bà các bác chị, mình phải hấp cho cái bí này chết chín xong rồi mình mới làm bánh này được nha ông bà các bác chị, chứ vậy là không được, mình phải nghiền nó ra nữa đó. Đây chị lên đây, mở cửa đây.
bỏ vô đây nha ông bà cô bác chị nha. Đây, mình bỏ vô đây mình hấp. Mình chưng thủy, chưng cách thủy. Mình hấp cho nó giống như là cho nó mềm nha. Mình hấp cho nó mềm. Rồi bên đây là Ngọc nấu cái nồi nước sẵn ha. Tại vì cái bánh này á, khi mà mình quậy cho nó giống như là bột rồi nó hòa quyện với nhau đều ở trên đó là mình đem nó đi hấp liền đó. Cho nên cái này cũng lẹ lắm nha. Bây giờ Ngọc đang hấp thì Ngọc sẽ trở lại với ông bà của bác chị. Tại vì bây giờ Ngọc không có làm gì được cho Ngọc phải chờ cái bí này á, nó chín xong Ngọc mới trở lại làm được. Ok. Hello bà cô bác chị nha. Bây giờ Ngọc hấp á 10 phút là nó đã giống như là đây ha, nó đã mềm như vậy rồi nha. Mình phải cho nó mềm nha, mềm đừng mình nghiền nó ra giống như khoai tây mình nghiền nó vậy đó ha. Nè, đó nó rất là mềm rồi ha. Đó. Bây giờ mình tắt lửa ha. Ha, mình lấy nó ra. Cho chừng nó. Lấy nó ra ha. Đây đây chút. Bỏ qua đây. Đây nha ông bà các bác chị ha. Mình bỏ nó vào đó, nhiều nước quá ha. Mình lấy cái củ khoai mình nghiền thôi nha. Cái nước kìa, đây. Mình nghiền nó nghe ông bà các anh chị. Đây. Mình phải làm cho nó nhuyễn ra. Rồi Ngọc lên trước mình giống như mình chế cái nước vô nữa. Đó, nghe đây chị lên ha. Nó đang nóng vậy nha bà của anh chị ha. Mình cần nó là giống như kiểu là thêm nó là 110ml nước nữa nha. Giờ Ngọc sẽ lấy ra đây. Nghiền cho nó nhuyễn nha, nó đang còn nóng nha bà con anh chị ha. Nghiền giờ là nó nhuyễn luôn rồi, nó không có cần, mình không có cần giống như kiểu là thơm dễ sợ luôn nè, nó rất là nhuyễn nha. Đây, nó rất là nhuyễn, bây giờ Ngọc cho vô đây là giống như cái này là nước lạnh nha bà con anh chị, mình cho vô đây. Số lượng là nhiêu? 110ml nha. Mình bỏ vô đây. Tại nó đang nóng mà, đúng không? Mình bỏ vô đây. Thì cái màu nó rất là đẹp nha. Giờ Ngọc bỏ đường, cái này là 200g đường là một khắp luôn nha bà các anh chị, bỏ vô đây đi. Cho nó giống như kiểu mình cho nó tan ra hết luôn ha. Giờ đường giờ cho nó tan ra. Ngọc cho cái trứng vô nha bà các anh chị nha. Một cái trứng vô. Cái bánh này dễ lắm, quậy hết trơn vô đi. Mình cho dầu ăn vô luôn nha, 75 giống như 75g ha. Quậy cho nó đều hết trơn, đổ bột vô là xong thôi. Rồi mình bỏ ra đó, mình bắt đầu mình lấy thôi. Cái này là bột nổ nha ông bà các anh chị, Ngọc bỏ vô đây luôn nha, đừng mình sàn chung với một muỗng cà phê chung chung nha. Giống như mình bỏ vô trong cái này mình sàn vô đây, đừng mình dậy nó lên ha, để Ngọc làm luôn. Vậy cho nó cũng dễ nha. Dễ nha ông bà các anh chị, nãy bột nổ mình có bỏ vô đây rồi nha. Cái này là nó không có còn nóng nữa đâu nha bà cô bác chị, tại nãy mình đổ nước lạnh vô rồi đó ha. Mình làm nó như kiểu sợ nó đổ ra ngoài ha. Từ từ nha bà cô bác chị, để nó ra trước. Đây là mình rửa nó văng ra ngoài thôi. Mình qua đây mình sàn lại chứ đúng không? Cho cái bộ của mình cho nó xuống ha, diện cho nó chắc ăn để nó đổ tùm lum nó cam vậy. Vậy thôi rồi mình quậy lên rồi mình đổ ra thôi. Trận này là Ngọc không có dùng chanh nha,
mình để nhiệt cho cái bột mình nó đừng có bị, nó đừng có quấn cục với nhau ha. Đây này Ngọc dùng dầu đó, hồi Ngọc dùng dầu nó cắt bánh nha. Đó, 400g bột, cái này là bột xeo resin nè nha ông bà các bác chị nha. Đó. Gọi như đây, bây giờ mình quậy. Mình quậy cho nó quyện với nhau hết trơn lại. Rồi mình phân ra thôi. Mình phân ra. Cái màu của cái bí này nó rất là đẹp, mà nó thơm quá chừng luôn. Đó, nha. Chờ Ngọc chút xíu nha, Ngọc bật cái lửa làm sao là nãy nó sâu quá mình tắt rồi. Thì Ngọc nói rồi, nếu mà mình ví dụ mình mua cái bí mà nó không có màu, nó không có đủ đẹp không bà các anh chị, mình có thể cho giống như một chút xíu màu này vô nó được này nha. Nhưng mà cô Ngọc thì Ngọc thấy cái màu đẹp quá phải không chị Linh? Ha, đó. Nó như vậy là được rồi đó ha. Rồi bây giờ mình phân ra. Đó, Ngọc thấy là Ngọc trộn vậy đều ha. Còn chút xíu dầu ăn trong đây cho nó hết luôn ha. Cho cái này vào đây. Mình đi lấy cái đồ để mình bỏ vô trong cái đó chắc được mấy cái gì đó ha. Mình bỏ như cái nhỏ thì được nhiều. Hết cái bộ luôn. Ngọc sẽ hấp trong cái này ha ông bà các bác chị. Ngọc cũng có đâm thủng cái dưới đây ha, cho nó thoát hơi nha. Đó. Coi không biết được mấy cái thì Ngọc không có biết nha, mình cứ để trước như vậy trước đi. Đây. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bỏ vô. Bây giờ có 4 cái trước ha. Giờ Ngọc bỏ vô nha ông bà các bác chị. Mình cứ bỏ trực tiếp vô luôn ha. Trong cái khung đó, nếu mà mình có giấy nhiều như vậy thì mình không có cần phải thay dầu, nhưng mà cái giống như cái bên kia của Ngọc nó hơi Ngọc chỉ lót ở dưới thôi đó ha. Ngọc làm hai cái cho ông bà các anh chị nhìn xem đó ha. Thì cái này thì mình không có cần nha, không có cần mình phải thay dầu, nhưng cái khung này mình phải thay dầu chút xíu ở bên hông ha. Giống như Ngọc làm vậy đó, mình thích làm loại nào mình làm vậy đó ha. Chắc được 5 cái rồi chị Linh này. Ngọc làm gì cũng phải chắc ăn nha. Mình phải đi thay chút xíu dầu ha. Chút xíu dầu ra. Mình sợ mình khi nó dính cái bên hông của mình khó lấy bánh nha. Đó. Cái này là mình cái gì cũng phải cho chắc ăn. Đó, vừa đi. Mình lấy bánh cho nó dễ ha. Để thấy, rất là dễ dàng. Bỏ vô đây luôn.
mình đổ nhiều quá thì nó sẽ cao ha. Nhưng mà mình làm cái bánh vừa vừa được rồi, đừng có nhiều quá. Thấy không Ngọc là vậy nha. Còn mình muốn đổ một cái lớn cũng được luôn nha. Đầy mình thôi. Đó, bây giờ nó thành phần nó chỉ vậy thôi nha ông bà các anh chị. Mình nhúng cái cây nè, cây lụi ha bà các anh chị, vô trong cái dầu ăn. Tại dầu ăn này mình cứ để nhiều nhiều đi, rồi mình bắt đầu gập nó qua ha, gập nó qua như vậy. Mình vô chính giữa thì mình gập một cái nè ha, à, mình cho nó nở cái góc cho đẹp nha. Đó, lần trước Ngọc làm nó là Ngọc làm bằng là bằng chanh, nhưng mà cái này mình phải làm bằng bạc. Mỗi cái công thức nó đều khác nhau với ông bà các bác anh chị đó. Cái này nó vậy thôi, rồi nước sôi mình hấp lên thôi ha. Đó, tại vì nó như vậy mình bên đây mình qua cũng được đó nghe, nhưng mà cái góc nó thì Ngọc thấy nó không có đẹp ha. Đó, Ngọc đưa sang cho đây mình quay cho thấy ha. Đây, đầu tiên nhất thì mình cứ gặp vậy vậy thôi, mà tới gì đây thì Ngọc sẽ gặp vậy. Mình làm gì cho nó đẹp nha. Còn ở nhà mình ăn mình chấm chế thì mình cứ gặp qua luôn cũng được ha. Mà nó thơm bí quá chừng luôn á cái này á. Ngọc làm vậy cho ông bà cô bác anh chị mình dễ nha ha. Mình giống như mình cái có khách rồi ở nhà đó, mình làm hay là mình làm đi tiệc cũng được. Nhớ nha, mình cho cái này nó sắc nét. Đó, bây giờ Ngọc sẽ đi lấy cái sửng lên nha chị Linh ha. Thôi sửng nước sôi chưa? Sôi dữ lắm rồi chị Linh. Sôi lên rồi. Nó sôi dữ lắm ở dưới rồi. Đây, Ngọc để vô đây nha, con chị nha. Chắc Ngọc để hết chắc cũng được, mấy cái không hết luôn. Được 5 cái luôn á, thôi kệ đi. Để vô luôn nhé. Về chị Linh ơi. Chứ giận lại còn cái thì hát thằng sẵn. Đó nè. Đây nha, bà quá chị nha. Đó, bây giờ Ngọc sẽ đem vô. Nước đang sôi quá trình luôn à. Đây, nước đang sôi phải sôi một vậy nha bà cô anh chị ha. Ngọc sẽ hấp đây, đó đang sâu quá trời luôn. Cái này Ngọc đợi lại rồi, ok. Đây là mình hấp các chị, Ngọc bỏ vô Ngọc hấp. Ngọc hấp bao nhiêu phút Ngọc sẽ lấy nha. Đó, cái bánh thì nó như vậy nha. Cái này hấp tới chín luôn, không cần hấp chín luôn, không cần trở lại bà các bác chị ok. Hello bà các bác chị nha. Ngọc hấp là 25 phút luôn nha. Bây giờ Ngọc sẽ khu bánh như thế đây nha. Nhưng mà Ngọc của Ngọc là lò ga nha bà các bác chị. Mình để cho nó sôi bừng 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 lên vậy đó. Thì bây giờ Ngọc khu bánh coi nó nở như thế nào ha. 25 phút nha, của Ngọc đó nha. Wow ha. Bây giờ Ngọc sẽ nở bung lên cao quá trời. Ngọc coi nó chín rồi nha bà các bác chị ha. Wow, rất là đẹp phải không? Khi mình cắt như vậy ha. Dạ, yeah, nóng quá. Ngọc chế khai trực tiếp không nha bà các bác chị đây ha. Mà này là màu bí tự nhiên. Màu bí tự nhiên nha, không có cái hạt dành dành nha, không có nha. Đây Ngọc sẽ lấy nha. Đó, cái này là giống như là cái bánh cười vậy đó. Đó nè, Ngọc sẽ cho Ngọc nói cho mình thấy từng cái nha. Mà nãy Ngọc đổ chị lên thấy dứa không? Mà nó rất là thơm ha. Đó, này mình làm giống như là nửa Tết, mình làm Tết rồi cũng được đó nha. Đây, đó, mình cắt vàng giống như mầm mai. Hả? Giống như cái cành mai vậy ha. Bỏ thêm cái nữa. Đây là ngon bà các anh chị. Ok. Bây giờ Ngọc sẽ đem lên nhà trên, rồi Ngọc trở lại Ngọc chia sẻ, rồi Ngọc dẹp cái sửng cái ngang bà cô bác chị nha ha. Ok, biết rồi, đi đi nha. Dạ, nóng quá. Hello bà cô bác chị nha. Đây, mới đem lên đây ha. Còn nóng hổi luôn nha bà cô bác chị nha. Bây giờ Ngọc sẽ khui bánh từ từ ha. Đây nè. Cái màu y chang là cái bông mai luôn á. Nó rất là đẹp, cái này mình làm Tết được nha. Mình giống như hồi nãy Ngọc nói là mình có tha giống như một chút xíu dầu đó ha, thì mình chỉ cần
nhẹ nhẹ hai bên vậy đó là mình ốp cái bánh mới thấu đâu có gì đâu nè, thấy không, cũng chín chút xíu nhưng mà mình đã tha giờ rồi nè, bà của các anh chị nhìn thấy nè. Ok đó, Ngọc bỏ rồi từ từ ha. Cái này mình làm Tết là hết sảy luôn. Còn cái này á, là ông bà các anh chị mình hồi nãy đó mình có để cái miếng ở trên đó ha. Đây. Mình có để nguyên cái, thì Ngọc làm hai kiểu cho mình thấy đó. Có cái tờ giấy này thì mình không có cần ha. Đây nè. Rồi mình khui ra hồi mình gỡ về là mình ăn thôi. Đây nè ông bà các anh chị, Ngọc gỡ ra luôn nha. Cho ông bà các anh chị nhìn thấy. Nè, nó còn khói lên luôn nè. Mình để đây à. Rồi bây giờ cái này cũng vậy, mình cứ bóp bóp hai bên về là mình gỡ nó ra thôi chứ không có gì quan trọng đó nha. Mà ông bà các anh chị nhớ nha, mình hấp là giống như kiểu phải mình coi coi mình sim nó hết là nó sẽ chín nha, tùy thôi nha. Đó mình để này đây đi, nó giống như kiểu nào bà các anh chị nhìn thấy nè, nó bọng ở dưới ở trên này nha chứ không phải nè. Ok, dẹp qua đó. Giờ dẹp qua cái Ngọc sẽ bẻ bánh ra luôn nha bà các anh chị nha. Đây, nó giống như trang cái bông mai vậy đó, không có khác cái gì cái bông mai hết trơn cho lên hả? Đây, Ngọc sẽ bẻ từng miếng cho bà các anh chị nhìn xem nè. Còn khói lên nè, thấy chưa? Nó rất là xốp nha, ha, đó. Ngọc bẻ từng cánh cho ông bà các anh chị nhìn xem luôn. Đây nè. Thấy không? Cái này là màu bí tự nhiên. Cái này là màu bí tự nhiên, Ngọc muốn chia sẻ cái này làm không có bỏ màu gì nè nó kia. Màu bí của màu bí tự nhiên luôn nha. Mà nó rất là xốp nha, đó ha. Okay. Nó rất là xốp, nó giống như nó rất là thơm luôn, nó giống như trang như là cái bánh bông lan vậy đó ha. Đây nè, để giờ Ngọc mời ông bà các anh chị mình ăn bánh. Cái này làm Ngọc làm giống như dạng bánh thửng chứ nghe, mà cái này có trứng nha ông bà các bác chị, có một cái trứng trong đây ha, mà bằng bí ha, mình có là 250 gram bí. Ông bà các bác chị mình mua cái bí mà bí gỡ mà màu xanh đó, cũng cái da màu xanh đó nghe, gọt cái vỏ xong còn cái ở trong không là 250 gram ha, thì mình cứ hấp thôi ha, mình lựa cái màu giống như cho nó hơi đậm đó thì nó đẹp nha. Cái này là màu nguyên thủy của bí. Thôi Ngọc mời ông bà của bác chị Ngọc ăn trước nha chị Linh nha. Thử hình như thế nào. Ăn thử ha. Wow, nó rất là thơm luôn á. Nó thơm. Cái ngọt của nó đó, ngọt vừa phải nói là rất ngon nha. Nó ngon, nó xốp lắm bà của bác chị ơi. Đây nè. Nó rất là xốp. Đó, thấy không? Nó ngon, cái độ ngọt vừa phải. Mà trong đây nó có muối sẵn rồi đó, thì nó không có mặn nha. Nhưng mà Ngọc thấy á, mình bỏ một khắc đường vô đó là nó rất là vừa ăn ha. Thì giờ hôm nay Ngọc chia sẻ cái món bánh thửng mà bằng nè, có cái con giống như là con làm bằng bí, con như cái nãy con Phước Lai á, làm bằng bí nha bà cô bác chị. Thì Ngọc gửi cho bà cô bác chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái dĩa bánh thử 400 gram đó. Là Ngọc làm cái khuôn thì nó hơi bự thì nó chỉ có 5 cái thôi, còn mình làm cái khuôn nhỏ nhỏ Ngọc nghĩ rất là nhiều nha. Mà tại Ngọc làm gì cho nó lẹ đó, với lại mình làm về là mình đi biếu thì nó cũng dễ hơn đó. Thì Ngọc không biết nói gì hơn, thì Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều nha. Và thương hai chị em, nếu thương cái kênh Ngọc Linh TV Canada, hãy cho cái kênh Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà các anh chị nhiều lắm nha. Trước lúc tạm biệt, cho Ngọc kính chúc ông bà các anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hãy đón nhận cái dĩa bánh mà bánh thửng của Ngọc nha. Coi như là giống như Ngọc gửi cho ông bà các anh chị trong và ngoài nước. Ngọc không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn ông bà các anh chị, rất là thương hai chị em nha. Tạm biệt ông bà các anh chị, hẹn gặp lại những cái cuốn video tới. Nếu Ngọc làm những món bánh gì Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà các anh chị mình cùng làm chung nha. Tạm biệt, bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều, bye bye, bye.